Vâng, thưa các bạn, để mà đánh giá được cái hàng ghế thứ 3 nó như thế nào trên một cái hành trình nó khoảng 100 km, thì tôi cũng đã mời anh Duy và anh Tới ngồi ở hàng ghế thứ 3. Xin thưa với các bạn rằng là với anh Tới cao 1m65 thì anh đã ngồi lọt vào và ghế đẩy về ghế hàng ghế thứ 2 này đẩy sâu nhất về phía sau, cũng như độ ngả của tựa lưng là cũng đẩy hết về phía sau, bởi vì anh Tới có thể luồn được cái chân xuống dưới cái gầm ghế cho nên là anh ấy để chân được. Còn với anh Duy cao 1m75 và nặng 72 cân, trông cũng ngon đấy, trông cũng ngon, chỉ số khá ngon, thì tôi đã phải điều chỉnh cái phần ghế ở hàng ghế thứ hai bên chỗ anh Duy cao hơn một chút để anh Duy có thêm được các cái không gian cho cái đôi chân của anh ấy. Tốc độ trên cao tốc từ Hải Phòng về đến Hà Nội thì nói chung là mình cứ đều ga mà đi khoảng 80, 90, 100 km/h. Thực sự nếu mà với mẫu xe nhỏ thì chạy 120 thì nó hơi căng thẳng, và cái con số nhiên liệu sau cái quãng đường hơn 60 km thì khoảng 7,2 lít trên 100 km. Tôi nghĩ là cứ đều ga như này nó sẽ xuống được khoảng 7 hoặc 6.9 gì đó. Như đã chia sẻ với các bạn thì còn một bài toán ngoài bài toán nhiên liệu, đấy là bài toán xem cái điều hòa và cái vị trí ngồi của anh Duy và anh Tới ở cái hàng ghế cuối cùng sau hơn 60 km đường cao tốc. Vâng, xin nhắc lại đường cao tốc như thế nào. Anh Duy, hãy cho biết ý kiến của mình. Trước tiên thì xin chào tất cả quý vị và các bạn. Sau một cái thời gian di chuyển thì anh Hùng đã đưa tôi và anh Tới vào một giấc ngủ. Vận hành qua cái quãng đường 60 km, và nói thật là trên quãng đường vừa rồi thì khi mà ngồi cái ghế thứ ba này tôi cảm giác nó khá là êm ái, và có một cái đoạn, có một cái quãng tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào mà tôi không biết. Thì tới cái vị trí này thì hoàn toàn cái độ mát của điều hòa tới đây, và thậm chí là còn hơi lạnh một chút nữa các bạn ạ. Vừa đấy thì tôi cũng có nhờ anh Tới phải giảm bớt cái gió điều hòa ở kia. Còn anh Tới thì không biết là như thế nào. Cái vị trí này thì kích thước của tôi nhỏ hơn anh Duy nên cũng di chuyển bình thường được, chân tay nó vẫn hoạt động rất là thoải mái. Cái độ ngả lưng với cái tựa đầu như thế nào, trông ổn không? Tựa đầu thì nó hơi cứng một chút, tuy nhiên cảm giác thì cũng thoải mái. Ở cái phía sau này, điều hòa các bạn đã thấy này, cái chai nước tôi để ở bên vị trí để đồ đây, nó có bốc hơi bên trong, chứng tỏ là có thể nói là cái không khí của điều hòa xuống đây khá là sâu, lạnh khá là sâu, mặc dù tôi để đất một thôi. Thực ra thì thưa các bạn, là phải nói là cái xe nhỏ này, cái Expander này là một mẫu xe quá thoáng khi mà sử dụng rất nhiều tấm kính lớn bên cửa. Và chính vì lẽ đó tôi cũng rất là nóng trong cái điều kiện như thế này, bởi vì nóng ở đây không phải là do điều hòa không mát, mà do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu thẳng qua kính vào. Bởi vì mẫu xe này chưa được dán kính, tôi nghĩ là tôi sẽ phải sớm đi dán kính để cho nó đỡ bị rát tay. Và như vậy thì chắc chắn cái hiệu quả của hệ thống điều hòa nó còn tốt hơn nữa. Và đồng hồ chạy 90 km/h, 7,2 lít. Thực ra thì với cái mẫu Expander này, như tôi đã chia sẻ trong cái video đánh giá chi tiết ấy, thì cái khả năng hoạt động ở vòng tua cao khá là tốt. Nếu như các bạn đã từng chạy cái mẫu Kia Carrera thế hệ trước đây thì có thể nói để mà đạp lên được đến vòng tua 3-4 ngàn thì tôi phải đứng lên như thế này tôi đạp luôn thì mới lên được, đạp mãi mới lên được. Thì cái phản ứng của cái động cơ này, ví dụ chúng ta đang chạy ở 6-70, ở khoảng 2 ngàn, giữa 2 ngàn, thì đạp kim chổng ngược nó lên được, thì đấy là cái phản ứng khá tốt. Tuy nhiên về cái vấn đề chạy ở tua cao liên tục, về cái sử dụng lâu dài thì có lẽ chúng ta phải sử dụng mẫu xe này trong nhiều năm nữa, có thể 4-5 năm, thậm chí 5-6-7 năm gì đấy, để xem nó có bị vấn đề gì không, ảnh hưởng gì không, thì khi đó chúng ta sẽ bàn tiếp. Còn nếu mà trong trường hợp khoảng 2-3 năm mà xảy ra vấn đề thì chắc chắn nó sẽ khó tồn tại được, tôi tin là như vậy. Với một mẫu sản phẩm mà mới chạy 2-3 năm đã xảy ra vấn đề đối với động cơ thì khó, và với những mẫu xe của Nhật thì tôi nghĩ cái khả năng đấy là khó có thể xảy ra. Thưa các bạn, quãng đường về đến Hà Nội chỉ còn loanh quanh là khoảng 40 km nữa thôi. Rất may hai anh chàng của chúng ta trong chương trình này đã hưởng lợi từ cái đường hệ thống đường cao tốc. Còn không hiểu là đi trên cái đường gập ghềnh hoặc là đường xấu xấu một chút, đường quốc lộ 1 chẳng hạn, thì
không biết cảm giác nó có bị sóc không. Anh tới hôm qua anh có ngồi chạy trên những cái đường xấu thì anh thấy cái treo nó như thế nào? Trong cái ngày hôm qua thì chúng tôi di chuyển trong thị trấn Cát Bà, đường không được đẹp lắm, hơi gồ ghề. Tuy nhiên khi ngồi ở cái hàng ghế thứ ba này, cái những cái tác động từ cái trục sau của bánh lên cái vị trí của tôi ngồi nó không nhiều. Tóm lại anh tương đối hài lòng đúng không? Với một người 1m65 như anh tới có được cái vị trí ngồi cũng tương đối là ok, điều hòa mát, và anh ấy cũng đã ngồi đường xấu rồi, ngồi đường cao tốc rồi. Tôi nghĩ là trong vòng 100 cây, 200 cây chắc anh sẽ không phải phàn nàn gì đúng không? Đúng rồi, không có vấn đề gì xảy ra. Vâng thưa các bạn, đúng là không gì nhàm chán hơn cái việc mà tôi lại dại dột đi đo nhiên liệu trên đường cao tốc cả. Bởi vì nó quá nhàn. Cái việc di chuyển ở tốc độ 90-100 nó chiếm tới khoảng 90%. Thì con số nhiên liệu sau 86 km thì nó rơi vào khoảng 7 lít trên 100 km. Điều kiện thì như tôi đã nói trước rồi. Và cái bài toán thứ hai, cái lời giải của bài toán thứ hai đấy là anh Duy và anh Tới ngồi ở hàng ghế thứ ba thì cũng chia sẻ là cái khung gầm nó của xe nó mang lại cái độ êm khá là tốt, cái độ ổn định ạ. Và cái tư thế lái, tư thế ngồi ở cái hàng ghế thứ ba cũng khá ổn. Rộng rãi thì chắc chắn là không rồi, nhưng mà để chịu đựng được trong vòng khoảng 100-200 km thì không có vấn đề gì cả. Và đặc biệt là hệ thống điều hòa thì mát. Thực ra với các cái dòng Mitsubishi thì điều hòa nó mát rất là sâu. Cái việc mà họ bố trí cái cửa gió, thì bốn cái cửa gió như cái điều hòa trên cái xe 54 chỗ kia thì họ thổi ra đằng sau thì chắc chắn là cũng rất là ok, không có vấn đề gì cả. Mát mẻ, nhìn mặt vẫn còn cười là thích rồi, là vui rồi. Rất may tôi khi mà tôi dừng xe tắt máy đi không bị lên vả cho gãy răng. Và đó cũng là cái kết quả của chúng tôi. Thực tế cái kết quả nhiên liệu 7 hay là 6,9 gì đó trên 100 km nó phản ánh cũng khá là thực tế, tức là có thể là tin được. Còn nếu như điều kiện trong phố chẳng hạn thì phụ thuộc vào tải trọng, phụ thuộc vào người lái thì có thể nó cao hơn 7,4, 7,5, thậm chí là 8 lít nếu mà chúng ta chất đầy hàng, chất nhiều người. Còn nếu như chúng ta lại cố mà đi thi tiết kiệm nhiên liệu thì tôi đảm bảo rằng với mẫu xe này tôi có khả năng, với khả năng của tôi có thể đi được 5 lít trên 100 cây, thậm chí có thể dưới, tức là dùng đủ mọi chiêu trò. Đối với các cuộc thi nhiên liệu thì chúng ta phải dở hết chiêu trò ra để có thể đạt được cái mức tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất, khi đó thì kết quả phụ thuộc vào các bạn thôi. Và bây giờ thì chương trình cũng đã khép lại với những cái kết quả như vậy. Rất mong nhận được những cái sự phản hồi của tất cả các bạn, những người mà sở hữu Xpander trong một thời gian dài. Nếu như có những cái kết quả thì hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách comment bên dưới clip. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.